Chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề là chuỗi con tối thiểu trong cái sắp xếp. Cái này là sắp xếp giảm dần ha các bạn. Nên increasing là không tăng dần thì có nghĩa là sắp xếp giảm dần. Rồi, đề bài chi tiết như sau. Cho chúng ta một cái mảng các số nguyên, một cái chuỗi gọi là chuỗi con của một mảng khi mà tổng tất cả các phần tử ở trong cái chuỗi con đó lớn hơn tổng tất cả các phần tử còn lại ở trong chuỗi, thì như vậy người ta sẽ gọi là một chuỗi con. Thì đề bài này sẽ gọi là một chuỗi con. Nếu như có nhiều cách để mà chọn ra cái chuỗi con này á, thì chúng ta sẽ trả về chuỗi con với cái kích thước với số lượng phần tử ít nhất. Nếu mà vẫn còn nhiều cách để mà chọn ra cái phần tử con này á, cái chuỗi con này, thì chúng ta sẽ phải trả về chuỗi con với cái tổng của các phần tử trong chuỗi là lớn nhất. Và ở đây người ta có thêm một cái ví dụ, một cái định nghĩa về cái chuỗi con, thì chuỗi con có thể tạo thành bằng cách là chúng ta xóa các cái phần tử ở trong cái mảng đi để tạo thành chuỗi con. Và có một cái lưu ý là cái giải pháp sẽ được đảm bảo, phải được đảm bảo là duy nhất và sẽ phải được đưa ra màn hình với cái sắp xếp là giảm dần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ 1. Trong ví dụ 1 các bạn thấy là có 4, 3, chúng ta có một cái mảng gồm 5 phần tử là 4, 3, 10, 9, 8. Thì đối với cái mảng này chúng ta thấy là sẽ có hai phần tử là phần sẽ tạo thành một cái chuỗi con thỏa yêu cầu của đề bài là 19 và 18. Vì trong trường hợp 19 thì các bạn thấy là 10 cộng 9 là 19, sẽ lớn hơn 4 cộng 3 cộng 8, đúng không? Và trong trường hợp là 18 thì sẽ lớn hơn 4 cộng 3 cộng 9. Nhưng mà trong trường hợp có nhiều cách thì ta nói rằng chúng ta phải chọn cái minimum size, tức là cái kích thước tối thiểu. Thì hai mảng này nó có cùng cái kích thước là 2, thì tiếp tục là mình phải chọn cái mảng nào mà có tổng lớn nhất. Thì mình thấy là 19 với 18 thì mình phải chọn cái 19, vì 10 cộng 9 là 19 lớn hơn 18. Rồi. Và nhớ là mình phải trả về kết quả là phải là cái sắp xếp giảm dần, tức là số 10 đứng trước và số 9 đứng sau ha. Rồi. Qua ví dụ 2 thì chúng ta có một cái mảng gồm 5 phần tử là 4, 4, 7, 6, 7. Thì chúng ta thấy là để có một cái chuỗi con tạo thành và lớn hơn tất cả các phần tử còn lại thì mình phải chọn là 7, 6, 7. 7 cộng 6 cộng 7 là 20, sẽ lớn hơn 4 cộng 4 ha. Nhưng mà mình không thể chọn cái nào mà có hai phần tử được. Hai phần tử lớn nhất là 7 cộng 7 là 14, nhưng mà 4 cộng 4 cộng 6 thì là nó lớn bằng 14, nó không lớn hơn nhưng nó bằng cũng không được. Như vậy là mình phải trả về cái cặp là 7 6 7, nhưng mà nhớ là mình phải sắp xếp lại thành 7 7 6 à. Và ví dụ 3 thì cái mảng này chỉ có một phần tử duy nhất là 6, nên suy ra là kết quả trả về cũng chính là 6, chính nó subsequent cũng chính là nó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ một chút về cái thuật toán của cái bài này. Thì để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải tính được tổng tất cả các phần tử ở trong mảng ha. Thì bây giờ mình lấy cái ví dụ 1 để mình làm mẫu. Bây giờ tổng tất cả các phần tử trong mảng, ví dụ 1 sẽ là 4 cộng 3 cộng 10 cộng 9 cộng 9 cộng 8 là bằng bao nhiêu? 7 17 26 26 34 26 và 34 ha. Rồi. Vậy mình sẽ dễ dàng tính được, có cái thuật toán dễ dàng tính được cái tổng của tất cả các phần tử trong mảng, đúng không? Sau đó thì mình phải làm một bước kế tiếp, đó là mình phải sắp xếp lại cái mảng này. Mình phải sắp xếp cái mảng này lại. Thì để sắp xếp sao cho thuận tiện khi mình xuất ra màn hình đó, thì mình nên sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Thì có nghĩa là mình sẽ sắp xếp cái mảng này lại thành 10, 9,
8, 4 và 3. Đó, các bạn thấy là sắp xếp thứ tự giảm dần. Tức là phần tử thứ nhất sẽ là phần tử lớn nhất, sau đó là phần tử lớn thứ hai, lớn thứ ba, lớn thứ tư và lớn cuối cùng. Rồi, sau khi chúng ta đã sắp xếp lại cái mảng á, thì trong chúng ta sẽ phải có một cái vòng lặp để kiểm để đi từ đầu đến cuối mảng. Thì trong mỗi lần lặp, trong mỗi lần lặp y thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ lấy cái giá trị lớn nhất này chúng ta giữ lại, và chúng ta so sánh giá trị 10 này nó có lớn hơn là 34 trừ 10 hay không. Tại sao mình lại so sánh vậy, 34 trừ 10 hay không? Tại vì 34 trừ 10 tức là đại diện cho tổng của tất cả các phần tử còn lại, đúng không? Tại vì mình sẽ khi mình y mình chạy tới đâu thì mình sẽ tính cái tổng từ đầu cái dãy số cho tới y, và cái phần còn lại mình tính bằng cách là mình lấy cái tổng của nó trừ cho tổng phần tử phía trước của y. Thì trường hợp này mình thấy 10 không có lớn hơn 30 trừ 10 nên suy ra là false. Vậy là mình tiếp tục mình chạy chương trình, mình chạy cho tới cái phần tử thứ hai, mình ghi lại cái mảng cho dễ nhìn ha. Rồi thì bây giờ y của mình nó chạy tới hai, chạy tới phần tử thứ hai của mảng. Rồi thì bây giờ cái 10 của mình á là cái tổng từ cái y mà trở về á, là phải là 10 cộng cho 9, thì mình kiểm tra coi nó có lớn hơn là 34 trừ cho 10 rồi trừ cho 9 không. Đó, mình phải tính cái đằng sau rồi nè, thì 8 cộng 4 cộng 3 thì có phải bằng 34 trừ 10 trừ 9, chắc chắn là bằng. Thì bây giờ mình coi là cái này có giống không. Cái này bây giờ mình thấy là đúng rồi nè, 19 là phải lớn hơn là 34 trừ 10 là 24, 24 trừ 9 là còn 15. Đó là 19 phải lớn 15, suy ra cái này là bằng true. Thì khi mà cái phép toán này bằng true thì mình sẽ dừng lại ở đây, và mình sẽ trả về đúng những cái con số mặt phía trước này, tức là con số 10 và con số 9. Và hiện tại mình cũng đã sắp xếp rồi. Đó, thì nó sẽ thỏa được cái yêu cầu của đề bài. Rồi, mình nghĩ là các bạn cũng nắm được cái thuật toán ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt thử bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Để mình sẽ tiến hành cài đặt như sau. Mình sẽ khai báo một cái biến var có giá, một var result. Mình khai báo result là một cái mảng số integer. Rồi mình sẽ trả về result luôn. Rồi, trong quá trình này mình sẽ tính toán để tìm result sau. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái bước 1 này, tức là mình sẽ tính tổng tất cả các phần tử ở trong mảng. Mình khai báo một biến sum. Thì sum lúc đầu mình để bằng 0, sau đó mình phải khai báo một cái vòng lặp for có biến chạy là y đi từ đầu đến cuối cái mảng num, và y tăng dần một đơn vị. Sau đó thì chúng ta sẽ mỗi lần lặp chúng ta sẽ cộng dồn kết quả của năm thứ y vào sum. Thì sau khi cái vòng lặp này kết thúc thì chúng ta sẽ có được cái tổng của sum, tổng tất cả các phần tử của cái mảng này. Bước tiếp theo là chúng ta phải sắp xếp cái mảng ban đầu theo thứ tự là giảm dần. Thì để mà sắp xếp một mảng số nguyên có thứ tự giảm dần ở trong Golang thì có một cái phương thức là sort, có một cái hàm sort.slide thì nó sẽ giúp cho chúng ta sort. Đầu tiên chúng ta truyền vào cái mảng cần sắp xếp, sau đó thì chúng ta sẽ truyền vào một cái function, chúng ta sẽ truyền vào một cái phương thức, một cái hàm để mà chỉ ra là sẽ phải sort theo kiểu nào. Thì mình sẽ khai báo cái hàm ở trong này luôn. Thì phần tử thứ nhất là mình gọi là y, phần tử thứ hai mình gọi là z, và mình khai báo là biến kiểu integer ha, tại cái mảng mình kiểu integer. Rồi boolean, rồi sau đó là mình khai báo cái thân hàm ở trong này. Thì ở trong thân hàm này mình sẽ trả về true or false. Thì true khi nào, do mình muốn sắp xếp là giảm dần nên true khi mà năm thứ y lớn hơn năm thứ z. Tại vì y sẽ là phần tử đứng trước, còn z sẽ là phần tử đứng sau, nên cái kết quả mà y mà lớn hơn z á là true á, có nghĩa là nó sẽ sắp xếp giảm dần như chúng ta. Rồi
Thì sau khi xong cái bước này á, thì là cái num của chúng ta sẽ là một cái mảng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi qua khai báo một cái vòng lặp cuối cùng. Thì trong vòng lặp cuối cùng này, để chúng ta mà giữ lại cái tổng ở phía bên trái của biến chạy á, ví dụ ở đây là 10, ví dụ đây là 19 á, thì chúng ta nên khai báo thêm một cái biến mình gọi là biến tạm ha, bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khai báo một cái vòng lặp y, cũng con trỏ y mình đa phần là các vòng lặp mình nên khai báo cái biến chạy là y, y nhỏ. Rồi thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là khi sắp xếp rồi thì chắc chắn thằng này sẽ là một trong những thằng phải xuất ra trong kết quả rồi, thì mình phải append nó vô cái result, mình phải thêm vào nó trong cái result. Append có nghĩa là mình sẽ thêm cuối nha bạn, các bạn mình thêm cuối cái mảng này. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái tổng của từ y cho đến cái biến, mình sẽ tính tổng của phần tử đầu tiên đến phần tử thứ y bằng cách là mình cứ tính là tem cộng dồn cho năm thứ y. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái điều kiện để mình xét cái điều kiện này. Thì hiện tại là cái tổng này, cái tổng phía trước y là tem đúng không, là biến tạm này, mình sẽ so sánh với lại sum trừ với cái biến tạm đó. Nếu mà trường hợp này xảy ra thì sao, thì có nghĩa là mình đã tìm được tất cả những con số thỏa ở trong cái result rồi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái vòng lặp ở đây luôn. Rồi thì sau khi mà chúng ta chạy hết cái vòng lặp này thì chắc chắn là chúng ta chạy vô cái break này, thì chắc chắn là cái result này là cái mà chúng ta cần trả về. Rồi mình thử chạy cái code này ha. Các bạn không lo là sẽ chạy hết cái vòng lặp này mà không vô cái break này, bởi vì người ta đảm bảo cho các bạn là có một cái chắc chắn là sẽ có một cái cách giải. Rồi vì vậy là chúng ta đã giải được cái ví dụ 1. Thì bây giờ chúng ta thử submit để giải các ví dụ khác. Rồi các bạn thấy là đã giải được tất cả các ví dụ khác của chương trình. Bây giờ mình sẽ tiến hành đánh giá cái độ phức tạp của cái thuật toán này. Thì đối với thuật toán này mình gọi n là số phần tử của cái mảng số nguyên. Ở đây chúng ta có một cái vòng lặp n lần, cái vòng lặp tính sum, tính tổng n lần, một cái phương thức để sắp xếp. Thì cái phương thức sắp xếp các bạn biết là độ phức tạp trung bình của nó sẽ là n log n, và một cái vòng lặp cuối cùng nó sẽ cũng là n lần, nhưng mà thường là nó không tới n lần tại vì nó rất dữ rồi, nhưng mà mình cũng cho xem nó như là n lần trong trường hợp tệ nhất đi. Thì mình sẽ lấy cái giá trị cao nhất ở trong ba cái hành động này của mình, thì n log n với n thì mình sẽ lấy là n log n. Rồi sau đó thì cái bước tiếp theo chúng ta đánh giá cái không gian lưu trữ, độ phức tạp của không gian lưu trữ này, thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái biến result có kích thước thay đổi theo số phần tử của mảng, nhưng mà thật sự thì nó cũng ít khi nào mà nó bằng trong cái ví dụ 4, ví dụ 3 các bạn thấy là cái phần tử này bằng phần tử mảng, bằng số phần tử mảng, nên n này nó độ phức tạp cũng là ON. Rồi như vậy mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc hay có góp ý hay có cái cách giải hay hơn thì các bạn post vào cái phần comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.